Tôi biết, tôi không thể nào mà giữ được cái này lâu nữa, nên tôi phải quyết định làm điều này thôi. Không thể không ngồi yên mãi được, nhất thiết phải làm là làm. Tôi có thể chạy đến đâu, tôi vẫn chưa thể biết được. Tôi có nên để ở phút cuối hay không? Tôi không cần biết. Và chúng ta đến được cấp 15 rồi. Một trải nghiệm cực kỳ nhanh với sự tham gia của DBS Super Legendra W Motorican Hypersport. Tôi sắp mắc con này rồi. Lamborghini Aventador. Chơi luôn. Sợ gì? Ui. Được luôn hẳn con ly can. Không thể làm được lâu nữa. 120 tục. 120 chuyết coi. Còn cái này thì chưa biết bao giờ mới thực hiện đây. Tôi sẽ cố gắng thực hiện vào một ngày nào đấy. Chúc các bạn thưởng thức một ngày nào đấy vui vẻ. Tôi là NPP, người dẫn bạn đến những nơi cực kỳ những nơi xa hơn mà các bạn chưa từng thấy. Bye bye.